Hoa hậu hài Thu Trang lại rủ rê Kiều Minh Tuấn, phá nát hit của Mỹ Tâm. Dù hát không hay, nhưng Thu Trang rất thích hát và liên tục rủ rê đồng nghiệp song ca cùng mình. Vừa qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip của Hoa hậu hài Thu Trang và nam diễn viên Kiều Minh Tuấn. Theo đó, cả hai đã cùng song ca bài hát Đâu Chỉ Riêng Em, là ca khúc mang nhiều tâm sự của Mỹ Tâm. Điểm đáng nói ở đây, màn song ca này không mang lại nhiều sự buồn bã đau khổ trong tình yêu như giọng ca Họa Mi Tóc Nâu thể hiện, mà cặp đôi này chỉ làm khán giả bật cười vì giọng hát thảm họa của họ. Theo đó, Thu Trang có niềm đam mê đặc biệt với ca hát, dù cô chẳng có năng khiếu hát hò. Cả hai không chỉ hát mà còn diễn tả cảm xúc trước bất chấp, khiến mọi người không nhịn được cười bởi sự hài hước của họ. Thu Trang và Kiều Minh Tuấn chắc hẳn là một minh chứng cho việc hát hay không bằng hay hát. Dù liên tục hát rất nhịp, lạc tông, nhưng vẫn thu hút lượt xem của khán giả. Cả hai đã tự tạo niềm vui bằng chuyện hát hò trong lúc đợi đến cảnh quay của mình. Từ trước đến nay, Thu Trang cũng có vô số các ca khúc cover của các nghệ sĩ nổi tiếng. Cô hát mọi lúc mọi nơi, mặc cho đối phương là ai. Vừa qua, trong đám cưới của diễn viên hài Vinh Râu, Thu Trang và Diệu Nhi đã làm các quan khách không nhịn được cười khi cùng song ca Em Gái Mưa. Đoạn clip này cũng thu hút rất nhiều lượt xem khi vừa xuất hiện trên mạng xã hội. Người tình tin đồn của Trường Giang sống thế nào khi có 2 triệu đô? Cuộc sống của nữ diễn viên Sam khiến nhiều người tò mò khi có trong tay số tiền khổng lồ. Trong một bài phỏng vấn Sam, người tình tin đồn của danh hài Trường Giang tiết lộ, ở tuổi 27, cô có trong tay 2 triệu đô. Nữ diễn viên 9X vướng nghi án hẹn hò với Trường Giang khi cả hai đóng chung phim Siêu Sao Siêu Ngố. Dù Sam lên tiếng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp, song những hình ảnh tình tứ của cặp đôi trong show Ơn Rời Cậu Đây Rồi 2017 lại khiến nhiều người hoài nghi. Tiết lộ có trong tay 2 triệu đô của cụ hot girl Sam khiến không ít người sửng sốt. Cuối năm 2016, nữ diễn viên sinh năm 1990 từng bị trộm đột nhập, cưỡng đi 1 tỷ đồng. Nhiều fan tỏ ra lo lắng cho Sam khi cô khéo khoe số tài khoản khổng lồ trên mạng xã hội. Trong khi đó, một số người lại tò mò về cuộc sống của người tình tin đồn Trường Giang khi có số tài sản lớn. Út đợm của cô thấm về làng cho hay, cô vẫn sử dụng hàng hiệu nhưng với tính cách kín đáo không thích phô trương nên người đẹp không bao giờ chụp hình khoe lên trang cá nhân. Rất hiếm khi người hâm mộ thấy Sam khoe hay tiết lộ về giá cả món đồ mình đang mặc trên người. Hình ảnh hiếm hoi mà nữ diễn viên 27 tuổi selfie trên chiếc xế hộp của riêng mình. Trên trang cá nhân, Sam chủ yếu chia sẻ hình ảnh hậu trường đóng phim, tham gia sự kiện và những buổi gặp gỡ bạn bè. Sam diện nguyên cây hàng hiệu khi tham gia sự kiện, tuy nhiên cô ít khi tiết lộ về giá của những món đồ đó. Khi không đóng phim, bạn diễn của Trường Giang dành thời gian đi cà phê, thưởng trà cùng bạn bè. Ấn tượng nhất là buổi tiệc sinh nhật hoành tráng và xa hoa mà Sam tổ chức tại một nhà hàng sang trọng của bạn bè đồng nghiệp. Sam trông như một nữ hoàng trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Người đẹp 9X thường chia sẻ những bộ cánh bánh bèo có giá bình dân tới fan. Những set đồ bình dân được Sam yêu thích. Thanh Bạch bật khóc, tôi mắc bệnh ngôi sao và tưởng mình ngon lắm. Tôi từng kinh kiệu và phải xin lỗi người đã từng bị đuổi việc vì mình, Thanh Bạch chia sẻ. Là một người hoạt bát vui vẻ và năng nổ trên sân khấu. Nhưng MC Thanh Bạch cũng có những góc khuất đầy u uất trong cuộc sống tâm hồn riêng của mình mà ít ai biết tới. Trong tập 14 chương trình Số Ánh Hào Quang vừa lên sóng ngày 1 tháng 1, Thanh Bạch đã bật khóc khi nhắc lại quá khứ của mình. Nghề MC này tổ nghề đã cho thì phải chấp nhận trả nghiệp. Hồi nhỏ tôi yêu giọng Hà Nội chuẩn nên mới theo nghề MC. Ngày đó tôi nghe phát thanh và rất thích giọng MC Nam Hà Nội. Họ nói rất trầm ấm, truyền cảm, quyến rũ một cách kỳ lạ. Từ xưa tôi đã mê dẫn chương trình. Thật ra hồi ấy có cái gì hay là tôi thích. Tôi thích nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Chính ông là người đã đem chương trình ca vũ nhạc lên TV trắng đen. Lúc ấy nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ có kể lại vì sao lại sáng tác ra những ca khúc của ông. Từ đó tôi nhận thấy điều mà nhạc sĩ nói ra về bài hát là rất cần để giúp mọi người cảm thụ sâu hơn. Thế nên tôi nghĩ người dẫn chương trình đóng vai trò rất quan trọng với các tiết mục âm nhạc. Cứ hễ hết một ca khúc tôi lại rút băng ra để dẫn các tiết mục tiếp theo, rồi lại đút băng vào cho nó chạy tiếp. Tôi làm liên tục như thế tới khi băng chạy hết thì thôi, không biết mệt là gì. Thậm chí khi tôi dẫn như vậy, âm thanh còn vang tận bên kia sông, khiến nhiều người chú tâm vào nghe. Lớn lên tôi lại mê vẽ và vẽ rất đẹp. Tôi thường được cô cộng điểm vì vẽ quá đẹp.
Tôi từng được mơ làm họa sĩ vì muốn những gì mình có tách rời khỏi bản thân mình. Chẳng hạn khi người ta chê, họ chỉ đứng ngoài chê tranh mình vẽ chứ không chê thẳng vào mình. Hay nếu làm nhạc sĩ, khán giả cũng chỉ chê bài hát chứ chưa chê tới mình. Tuy nhiên khi làm nghề MC thì tác phẩm với mình là một. Người ta có thể nói thẳng vào mặt MC, khi tôi làm hay người ta khen vài câu là xong. Nhưng khi họ chê thì họ chạy thẳng vào tim mình đau lắm. Tôi để kiểu tóc vuốt hàng chục năm qua vì từ nhỏ tôi đã thích vuốt keo, xịt dầu thơm lên tóc. Đi cắt tóc tôi có thể đợi cả tiếng, chỉ để được chuốt đầu. Lớn lên chỉ cần một cọng tóc bị rủ xuống là tôi khó chịu liền, phải vuốt lên cho bằng được. Hồi sang Nga chỉ sau một đêm, tôi khiến cả ký túc xá đều để kiểu tóc thanh bạch hết. Là người đầu tiên phá bỏ kìm kẹp MC ở Việt Nam. Ngày xưa khi xuất hiện lần đầu, người ta đề ra một số quy định khó khăn cho MC như phải đứng thẳng một chỗ, nhìn thẳng, tỏ ra nghiêm trang, rồi nói một cách đầy nghi thức. Điều này khiến MC không tác động được khán giả vui buồn ra sao mặc kệ. Với tôi, điều quan trọng là phải khuấy động được khán giả, phải khiến họ thấy vui và phấn khích. Chính vì thế, khán giả mới ùn ùn mua vé tới nhà hát Hòa Bình để xem tôi dẫn. Có thể xem tôi là người đầu tiên phá bỏ sự kìm kẹp của nghề MC tại Việt Nam. Thậm chí có lần tôi bị cảm phải xin nghỉ diễn mà nhà hát không cho, vẫn bắt ra dẫn. Thế là tôi lên sân khấu với vẻ mệt mỏi. Nhưng khán giả lại cứ tưởng tôi đang diễn trò nên cứ cười ồ lên, tôi càng nói họ càng cười. Chính những trận cười của khán giả đem lại năng lượng tích cực cho tôi, khiến tôi khỏi ốm luôn, cứ thế khuấy động sân khấu. Sự hâm mộ của khán giả là áp lực lớn với tôi, họ khiến tôi không thể dẫn tuần nào cũng giống nhau được mà phải khác biệt. Thế nên, tôi luôn phải vận dụng mọi kiến thức để học, để dàn dựng mọi thứ. Lúc thì tôi đi từ cánh gà, lúc phải chui lên từ sân khấu, lúc lại đu từ trên xuống. Tôi làm đủ mọi kiểu xuất hiện khiến khán giả cười quá trời. Là một MC, cái quan trọng nhất không phải kiến thức rộng hay biết nhiều ngôn ngữ, mà là ngôn ngữ hình thể. Khi truyền đạt được ngôn ngữ qua hình thể, thì chỉ cần nói ít khán giả cũng hiểu nhiều và hứng thú hơn. Khi lên sân khấu, con mắt của tôi phải như cái radar, quay 360 độ. Tôi phải xem khu vực nào còn lạnh để tới khuấy động nó lên cho nóng. Phải nhìn hết bên nọ tới bên kia. Chỉ cần bản thân và tổ nghề biết mình diễn cho khán giả là được. Trong nghề MC của tôi, 10 năm đầu tiên tôi làm khán giả vui, 10 năm sau tôi làm đồng nghiệp vui, và 10 năm gần đây tôi làm cho chính tôi vui. Niềm vui của tôi phải là thật sự thì mới làm khán giả vui được. Cả chương trình dài dằng đặc, khán giả đang chán nản, vé đét thì chưa xuất hiện nên tôi phải thay tủ đồ, làm đủ trò để gây hứng thú cho họ. Đôi khi tôi giận hay bị chê này nọ, nhưng chỉ cần tổ nghề biết và bản thân tôi biết, tôi đang làm hết mình cho khán giả là được. Chỉ cần như vậy tôi sẽ không sợ điều tiếng gì hết. Nhiều khi tâm lý khán giả không bình an thì càng dẫn màu mè lại càng khiến họ stress nhiều hơn, không thể chịu nổi. Bởi vậy MC như tôi phải bền bỉ để thuyết phục được họ yêu mình. Nghệ sĩ chúng tôi cần tình cảm của khán giả để thắp sáng bản thân mình. Tình yêu đó càng lớn mình sẽ càng sáng, nhưng đừng vì thế mà lầm tưởng mình ngon lắm, sáng lắm. Đến khi tình yêu đó mất đi rồi, mình cũng sẽ vụt tắt mà thôi. Cho nên còn tình yêu của khán giả thì nghệ sĩ còn cần thiết cho cuộc đời. Tôi yêu âm nhạc nên chỉ cần âm nhạc nổi lên là tôi quên hết mệt mỏi và có thể dựng hăng say hàng tiếng đồng hồ. Tôi thường dùng âm nhạc để giải stress, tôi nhét hết những uất ức kìm nén vào những bài hát của tôi để gửi nó đi cho nhẹ lòng. Từng kinh kiệu để rồi cuộn tới mức toàn cầm kéo đâm vào tim mình. Dấu chấm hết của tôi đến khi tôi cạo trọc đầu vì chẳng cần gì nữa. Thời điểm đó khi Biren sang Việt Nam, tôi xuất hiện với cái đầu bạch kim, nhìn rất thời trang. Nhưng đó là tôi ra vẻ vậy thôi, chứ thật ra tôi đang khủng hoảng nặng nề. Chỉ cần vấp chút nữa là tôi rơi xuống vực thẳm. Nguyên nhân của việc cạo đầu là do lúc đó tôi quẫn đến mức toan cầm kéo đâm vào tim mình. Nhưng rồi tôi nghĩ tới cha mẹ còn đó, nên gần đâm vào ngực rồi lại thôi, đưa lên cắt nát đầu mình. Người ta thấy tôi cạo đầu nhuộm tóc bạch kim nên đua nhau thử, nhưng tôi chẳng quan tâm, cũng không trách cứ. Đính mình còn không hiểu mình thì người ngoài sao hiểu nổi. Kể từ lần cạo trọc đó tôi lột xác, không còn là tôi của ngày xưa nữa. Chỉ còn cái vỏ thôi, tôi suy nghĩ khác đi rất nhiều. Tôi từng kênh kiệu và phải xin lỗi người đã từng bị mình đuổi việc. Ngày xưa tôi mắc bệnh ngôi sao mà tưởng mình ngon lắm. Chỉ cần âm thanh ánh sáng không làm hài lòng là tôi tức giận, yêu cầu không làm việc nếu nhà sản xuất tiếp tục mời dàn nhân viên đó. Nhưng đến một ngày tôi gặp lại chính người đã bị đuổi việc vì mình mà sốc. Khi biết lúc đó vợ họ ốm, con họ đau, mẹ lại đi cấp cứu nên họ mới không toàn tâm vào công việc được. Thế mà tôi không hề biết gì, lại trách họ vô tâm này nọ. Tới lúc đó tôi đã phải bật khóc xin lỗi họ và hiểu đời nhiều hơn. Sau này tôi đã bỏ cái tính hạch sách của mình đi.
Có lần tôi bị rơi xuống sân khấu tới hơi 1 mét do sự bất cẩn của ekip, nhưng tôi tha thứ hết vì hiểu cho họ. Bản thân tôi bị ngã đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cố giữ bình thường và cố tỏ ra cho khán giả thấy mình vẫn ổn. Đời nghệ sĩ nên biết thưởng thức những điều không hay như ý đến với mình. Niềm đau hay thất bại, tôi cũng đều thưởng thức. Mọi người nên nhớ, tôi đứng trên sân khấu có vài phút thôi, nhưng thất bại nhiều vô kể. Chẳng ai theo nghề MC này mà không có thất bại, chỉ có vinh quang. Tôi xây dựng cuộc đời tôi từ những thất bại, nên biết quý trọng những điều không ai nhìn ra.